Trận đấu giữa câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu và Phù Động cũng đã bước vào những giây cuối cùng rồi và tỷ số lúc này vẫn đang là 0-0. Có lẽ là hai đội sẽ chia điểm với nhau ở cuộc so tài chiều ngày hôm nay. Và đúng như vậy, lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi khép lại trận đấu. Và bây giờ thì Vlog Mà Được Viết sẽ mang đến cho quý khán giả những hình ảnh hậu trường sau khi trận đấu khép lại. Một kết quả hòa có thể nói là hoàn toàn xứng đáng dành cho hai đội bóng khi mà thế trận là ngang ngửa với nhau. Cao Hoàng Minh, cầu thủ của Lò Nutifood. Phan Thanh Hậu cũng đã có quãng thời gian thi đấu trong màu áo của Bà Rịa Vũng Tàu. Làm game hấp dẫn tí thôi. Vậy là sau 14 vòng đấu thì câu lạc bộ Phù Động đã có được 19 điểm. Một điểm số có thể nói rất an toàn trong cuộc đua trụ hạng. Thậm chí là lúc này thì thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Đàn vẫn đang đứng trong nhóm 5 đội dẫn đầu của giải hạng nhất quốc gia sau 14 vòng đấu. Đây có thể nói là một mùa giải thành công của Phù Động. Lên chơi ở sân chơi giải hạng nhất quốc gia là điều không hề dễ dàng. Và việc thay máu lực lượng cũng như là bổ nhiệm huấn luyện viên Nguyễn Văn Đàn để dẫn dắt Phù Động ở mùa giải năm nay có thể nói là một nước đi rất đúng đắn của ban lãnh đạo câu lạc bộ Phù Động. Đội bóng đang chọn sân Ninh Bình là sân nhà. Ngày hôm nay thì Lê Trung Vinh, cầu thủ Việt Kiều của Bà Rịa Vũng Tàu không được tung vào sân. Rất là nhiều người hâm mộ ở trên khán đài khoảng phút 60 đến phút 80 đã kêu gọi huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương tung Trung Vinh vào với hy vọng sẽ có được bàn thắng cho Bà Rịa Vũng Tàu. Bởi ở những trận đấu vừa qua thì Lê Trung Vinh cũng đã có những tình huống lập công cho Bà Rịa Vũng Tàu. Tuy nhiên là ngày hôm nay thì tính chất căng thẳng của trận đấu buộc huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương không thể mạo hiểm tung Trung Vinh. Và có thể nói là thế trận tấn công của Bà Rịa Vũng Tàu ở nửa cuối hiệp 2 đã không thể phát huy được tác dụng.
trước hàng phòng ngự thi đấu chặt chẽ và chắc chắn của phía Phù Đổng FC. Huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương có lẽ còn rất nhiều việc phải làm với đội bóng. Đèn sân đã tắt rồi, bây giờ thì mình sẽ tranh thủ di chuyển vào bên trong khu vực đường hầm để một chút nữa sẽ ghi hình lại những thước phim về hai câu lạc bộ khi họ rời khỏi sân. Ngày hôm nay thì chuyến làm khách của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Đàn đã có những thành công nhất định với một điểm giành được ngay trên sân Bà Rịa Vũng Tàu, là một kết quả rất đáng ghi nhận. Vâng, nhanh nha. Ngày hôm nay thì Lê Đức Lương gặp chấn thương nên là nghỉ vòng đấu này. Và hy vọng rằng là những vòng đấu tiếp theo thì Lê Đức Lương sẽ quay trở lại. Còn Hoàng Thanh Tùng thì cũng đã thi đấu rất nỗ lực. Dạ rồi, xin cảm ơn anh Nguyễn Văn Đàn ngày hôm nay đã dành cho Ngoài Đường Pit một cuộc trò chuyện ngắn. Xin chúc mừng đội bóng ngày hôm nay cũng đã có được một trận hòa rất là kịch tính ở trên sân Bà Rịa Vũng Tàu. Thì anh có thể chia sẻ về cái phong độ cũng như là tình hình của đội bóng sau 14 vòng đấu không? Nói chung đến với Phù Đổng trước mùa giải thì mọi thứ thì nó cũng đang chuẩn bị mọi cái bắt đầu ngay từ thời điểm về quân số cũng rất là khó khăn. Nhưng mà lần lần càng ngày thì cái quân số và cái sự ăn ý và cái mọi là tạo thành một cái tập thể rất đoàn kết, cũng giống như trong cái sự một mùa giải luôn luôn thi đấu hết sức mình trong mọi trận đấu. Đấy là những cái gì Phù Đổng đưa ra, có thể trong 90 phút làm gì làm nhưng mà thi đấu hết sức mình, làm sao để cái trong một trận đấu không phải hối tiếc với kết quả trận đấu. Bây giờ thì Phù Đổng đang ở trong nhóm 5 đội dẫn đầu á, thì cái mục tiêu mà lãnh đạo đề ra cho thầy trò anh Nguyễn Văn Đàn là như thế nào? Nói chung là với lãnh đạo thì mục tiêu làm sao thì để một cái điểm số an toàn, nhưng về cá nhân và về một tập thể đội thì phải hướng đến từng trận một và có một cái kết quả tốt đẹp nhất để có một thứ hạng càng ngày càng cải thiện đến khi kết thúc mùa giải. Anh đánh giá như thế nào về lối chơi, màn trình diễn của những bạn mà từng đồng hành với anh ở câu lạc bộ Hoàng Gia Lai trước đây như là Thanh Hậu rồi Tùng rồi Phan Du Học? Nói chung là với tất cả các em mà từ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và khi được về với câu lạc bộ Phù Đổng thì mình rất gọi là rất là yên tâm và rất tự tin để khi có các em trong cái sơ đồ hay là mọi cái chiến thuật để mà hôm nào kiểm soát bóng hay là mọi cái về cái tuân thủ đấu pháp cho từng trận đấu thì mình rất tự tin. Có các em bên cạnh thì đấy là một cái nguồn động lực và là cái nguồn rất là bổ ích, và là cái những cái điều đấy là người huấn luyện viên cần, những cái phải có cái con người mới xây dựng lên cho một cái đội bóng nó tốt đẹp. Dạ. Em cảm ơn anh Văn Đàn đã có chia sẻ. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Xin cảm ơn. Chúc đội mình thật là nhiều may mắn ở những vòng đấu tiếp theo. Ok, chúc Ngoài Đường Pit luôn luôn phát triển vững mạnh. Em cảm ơn anh. Như vậy là cuộc trò chuyện ngắn giữa Vlog Ngoài Đường Pit và anh Nguyễn Văn Đàn cũng đã khép lại hành trình của mình xuống dưới Bà Rịa Vũng Tàu vào ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại cả nhà trong các chương trình bình luận tiếp theo về bóng đá Việt Nam ở trên Vlog Ngoài Đường Pit vào ngày mai. Còn bây giờ thì xin được gửi lời chào tạm biệt và chúc cả nhà một buổi tối thật nhiều niềm vui. Và nếu yêu thích thì có thể cho Vlog Ngoài Đường Pit xin một like, share và subscribe cho kênh. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.